Xin chào quý khán giả thân mến. Tại công trường Alabushova, chúng tôi đang tiến hành các hoạt động xây dựng để lắp đặt bộ phận thiết kế và công nghệ kỹ thuật Sovomash. Hiện các công tác đúc và chống thấm móng bê tông, đổ cát lấp lại hố móng, làm ván khuôn, lắp đặt dây dẫn và vân vân đều đang được tiến hành. Lắp lại là một công đoạn cuối cùng của quá trình lắp dựng nền móng. Độ ổn định của nền phụ thuộc vào chất lượng đầm nén. Cát thường được sử dụng để chám và việc lắp lại được thực hiện theo từng lớp. Theo tài liệu dự án đã được phê duyệt, phù hợp với các hoạt động xây dựng hiện đang được thực hiện, chiều dày lớp không được vượt quá 200-300mm. Sau khi lắp đầy từng lớp phải tiến hành đầm bằng lưu, sau đó từng lớp cát sẽ được kiểm tra bằng máy đo tỉ trọng. Nếu phù hợp với tỉ trọng quy định của tài liệu thiết kế thì tiến hành giải lớp cát tiếp theo. Bằng cách này chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu từng lớp một. Chúng tôi cũng đang tiến hành căn chỉnh ván khuôn cho lần đúc bê tông thứ 3 tại mốc trừ 200mm và lắp đặt các dây dẫn cùng các bộ phận nhúng để tiếp tục đổ bê tông móng. Trong tương lai, dự định sẽ đổ bê tông phần hầm cầu thang. Hãy theo dõi lịch phát hành các video mới về những sự kiện mới nhất của dự án Sovomash. Hẹn gặp lại! Thank you.